Khánh xin chào tất cả các bạn thân yêu. Bữa nay thì là ngày thì còn nghỉ lễ 30 tháng 4 cho nên bé con của mà bảy được nghỉ học 4 năm ngày rồi về quê chơi với gia đình, cho nên là sẵn ngày mai thì bé đi thành phố học lại rồi, cho nên là bữa nay mình dẫn mẹ đi mà bảy với bé đi qua bên thành phố Bến Tre, qua bên Bà Kè ở bên Mỹ Thạnh An để kiếm gì đó ăn, thì chắc là ghé vô đây để ăn hải sản. Mời các bạn cùng đi với gia đình của mình cho vui nha. Mà bãi lựa cơm lựa nào mà đi ơi, con uống gì? Con đang lỗ gì con? Con cái nào? Còn đây là ốc bu. Đây là
này thì bán dài 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 từ á đầu cầu ở mấy sông đằng kia chạy dài lên buổi tối á, người ta bán hải sản nhiều lắm. Thì bữa nay mình gán mình đi sớm đặt dành chỗ để thôi bữa nay thì lát nữa người ta tới đông mình không có chỗ ngồi. Đây đây chị ăn gì ạ? Con khát nước hả? Con khát nước hả? Đi đẳng ngồi.
dừng lúc nãy mình kêu nè, dĩa này là chẳng dừng. Thì tở đầu đũa lại cái ở trong đây á, mình tở ra thử nha. Thì cũng y như con bạch tuộc vậy luôn, rồi lắp cho mọi người mi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nước phải không? Nước luôn ha, nước luôn ha. Nước luôn hết rồi. Hay. Nước luôn á là 6 món ha. Mì xào là 80, bảy ớt á là 40, sò điệp là 60, hương mọi là 60, bạch tuộc á là 80, chẳng dừng 60, càng ghẹ là 60. Cũng sò đẹp cũng 60 luôn hả? Dạ. Có phải ly ba nhanh. Ăn qua muốn ăn qua những con. Mình ăn xong là cái ly. Này nó cứ thay phiên nhau, tại vì nó cũng cũ rồi cho nên nó cứ dễ dơ dữ lắm. Rồi mỗi lần dơ thì giặt lượt hai con, rồi cái Vi giặt rồi cái Vi cứ khóc hoài à, tại vì không có em bé để ẵm. Rồi cho nên á, ôi Út qua đây nè, con qua đây. Em về sẵn bữa nay á, mình đi qua đây cái mình mua cho Vi cái yên xe xe đạp, yên xe Honda. À, để lên chiếc xe Sirius á, bạn mình chở cho Vi đi học. À, sẵn rồi ghé mình kiếm mình coi mình mua cho Vi thêm một con cúp bế nữa để dành thay phiên. Tại vì hai con kia nó cũng cũ rồi mà Vi á, thì không có cái con đó, Vi khóc dữ lắm. À, ngày nào cũng phải ẵm hết trơn á. Con biết con này con gì không? Hả? Này hả? Có cái này. Đem của con.